Xin chào các bác nhá. Đây là khoan cái giếng, hôm nay khoan được cho các bác. Đang bố đang chuẩn bị đóng ống đây, kia đang cắt cái ống lọc để thả giếng xuống á. Thì khoan cái giếng ở trong đây là khu vực đồi núi không các bác, nên là nó toàn đá không thôi. Và cái mảnh nước nó rất ít, thì khi khoan xuống sâu hơn 30 mét là nó đục cái lớp đá nhiễm này, nó rất chi là xấu nên là không lấy nước nữa. Thì cái khu vực này á, thì ở đây là xung quanh các bác thấy này, đây không có rất chi ít chi là nhà, cho nên hầu như về cái ảnh hưởng của cái công trình vệ sinh mà nước ngấm ở trên xuống là nó rất chi là ít, nó không giống những cái khu đông đúc dân cư. Và cho nên là ở đây á, khoan giếng xuống chỉ có mấy mét là đụng đá rồi các bác, mà từ đó trở đi là cắt đá xuống, thì cắt xuống đến hơn 30 mét nó đụng cái tầng đá xấu á. Thì cái đá này, có thể là khả năng là nó sẽ là nhiễm sắt đấy, bởi vì khi có cái kinh nghiệm đi khoan nhiều á, cho nên là cũng tư vấn cho nhà chủ là lấy cái tầng nước ở trên thôi, thì nước có thể là nó yếu một tí nhưng mà nó được cái nước ngon các bác, thì anh ấy nhất trí. Thì bây giờ là đang cắt ống và sẽ tiến hành đóng ống. Thì cái ống này sẽ cùng cắt rất là nhiều. Ống này là em cắt tự chế được các bác, chứ không dùng cái ống lọc trắng đóng có sẵn. Vì cái này khi mà mình dùng cái ống này mình cắt á, thì sau này ví dụ mình đóng xuống sâu mà không may cái tầng nước ở cái đá có một vài mét là cái đá xấu á, không may nó bị nhiễm á, thì có thể là đưa cái van xuống như một số cái video hướng dẫn để bịch cái tầng nước ngầm xấu đấy lại, lấy mình cái tầng trên cho nó ngon. Thì gia đình chủ yếu là khoan giếng để sử dụng sinh hoạt ăn thôi. Thì ở đây có cái giếng đào vào, nhưng mà vào một khu là nó không có nước, cho nên là bắt buộc phải khoan giếng khoan. Thì các bác thấy ở cái khu vực này là đây là nhà anh mới làm nhà xong. Thì ở đây là về khu dân cư cũng không tập trung, cho nên là cái nguồn nước mà bảo là bị ngấm ở trên nhiễm xuống thì nó rất chi là khó, bởi vì ở khu này là khu vực đồi núi, cho nên là khoan xuống khoảng 9 mét là nó đã đụng đá rồi các bác, và phải cắt đá xanh rồi. Đây là các bác thấy những cái cây lọc như thế này, đây cây lọc như này là cắt cho nước nó ngấm vào các bác nha, này đấy. Cái cây lọc như thế này thì mình sẽ cắt để sau này cái nước ở các cái tầng sẽ nó ngấm lại, vì giếng này khoan là nó không đụng hang các bác, nó chỉ là cái nước của các cái mạch kẽ thôi, nhỏ thôi, nó không có được cái nhiều mạch to, cho nên bắt buộc là mình phải cắt cái đoạn ống dài để mình lấy cái nước vào. Thì cái này sẽ đóng ống từ trên xuống dưới đáy luôn, chứ không đóng xuống qua đá 1-2 mét là thôi các bác nhá. Thì đóng ống 48 sau này mình dùng, mình lắp van hút sâu xuống dưới để mình hút lên thôi. Đấy, thì bố đang cắt thêm cái phần ống lọc kia, bởi vì cái mảnh nước nó không có nhiều, cho nên là mình phải lấy nhiều cái mảnh cộng lại. Đấy, thì ở ngoài đây là đang tiến hành sục cái giếng ở đây các bác. Đấy là đang thủi thao bớt cái lớp bùn đi. Đây này các bác, đây khoan giếng thì các bác thấy là cái màu đá nước bùn nó thủi lên á, thì cái màu nước nó vẫn vàng, nó đang còn cái màu như thế này thì mình khoan nó sẽ được cái nước nó ngon, nó không bị nhiễm sắt đấy các bác. Đây cái đá này khoan này vứt bên kia các bác, khoan cái bằng cái ống 76 thôi. Đấy kia là cái hệ thống ống này kéo lên. Thì bây giờ sẽ thủi cho nó bớt cái mặt đá và cái bùn ở trên đi, sau đó tiến hành đóng ống hút thử, và nếu mà hút cái lượng nước nó đảm bảo rồi thì mình sẽ bao cát ngoài lại. Này, bây giờ xong cái phần ống lọc rồi thì kéo lên đóng ống rồi các bạn, và cái phần đáy để xoắn đấy. Đây bố mình xoắn cái phần đáy này đây các bạn này. Đấy. Cái phần đáy đấy là mình xoắn lại, các bác xoắn lại để sau này mà cái nước khi mà mình bao cát á, thì cái cát bên ngoài mình bao để cho nó lọc nước các bác, và nó tránh cái trường hợp là nó lỡ cái phần đá sủi ở trên cát ở trên nó rơi xuống thì nó dần dần nó sẽ lấp bớt cái giếng của mình lại, thì mình phải bịch cái phần dưới ống lại và mình đóng từ trên xuống dưới luôn. Ở giếng này khi mà em đi khoan á, là tất cả các cái giếng này em đều đóng ống từ trên xuống dưới, kể cả giếng đá hay không giếng đá, bởi vì mình đóng vậy là nó sẽ an toàn. Thì sau này quá trình là mình sục giữ, mình thủi hơi thủi hiếc, hoặc là mình bảo quản giếng nó được lâu dài. Thì may quá hôm nay trời lại mát các bác, mấy hôm nay trời nó nắng, mấy hôm nay nắng kinh khủng anh nhờ. Cũng nhận mấy hôm nay nắng thật, nhưng mà tối hơi mưa nó mát bớt đi, dịu bớt đi. Anh làm nhà đây lâu chưa? Năm ngoái ba. Dạ.
Đây bác trồng mấy cây cổ thụ là nhà này mát. Trồng mấy cây cổ thụ thì bây giờ là phải đi mua cái loại cây to. Cây to không trồng cây ăn quả, cây cảnh chứ để trồng gần nhà cho mát. Đây là cái đỉnh đồi anh san bớt đi đúng không? À đây đây, đây có cái gành cao này đúng không? À, làm cái công san lấp mặt bằng đi cũng bao nhiêu là tiền này đó. Đấy. Được chết rồi. Dạ. San đi cho nó bằng thẳng. Bằng với cái mặt đường kia. Ở đây bây giờ sụp xong thì sẽ tiến hành kéo lên đóng ống rồi các bác. Đóng ống sau đó mình sẽ bơm. Làm máy bơm bơm. Kéo cái ống thủi lên. Cái này thì đáng ra là phải sục hơi trước các bác, kéo lên sục hơi cho nước nó trong đi, kiểm tra xem là nước nó nhiều hay không, chất lượng nước thế nào thì mình phải đóng ống. Nhưng mà ở đây là nó có một cái tầng lở các bác này, cho nên là các bác thấy là phải khoan bùn cực đặc luôn. Nếu mà không đóng ống trước mà mình đưa mình sục hơi á thì cái tầng lở nó sẽ lở xuống á. Đây sau khi thủi xong là tiến hành đóng ống các bác. Đây cái ống ở dưới ta bịch đáy lại nha. Thì ở đấy đây nó có một cái tầng lớp đá nó chìa ra, khi khoan nó cứ hay chìa đá ra, cho nên là phải đóng cái ống này trước các bác. Để bên cạnh như này này, cái xà beng kìa. Đó cái phản ống lọc nữa, là cái ống cắt đó là mình cắt đi cho cái ống sau này cái nước ở cái mạch đá nó vào. Nếu mà khoan mà sập hàng á thì mình căn mình lấy đoạn nước nào mình sẽ cắt lấy đoạn đấy thôi các bác. Ví dụ như mình khoan 30 mét mà đoạn 27 28 mét nó có nhiều mạch thì mình lấy cái đoạn đó mạch nước nó nguồn thì mình cắt cái mạch đấy. Nhưng mà cái giếng này là nó có mạch tì thôi, nó không có cái mạch lớn nữa các bác. Cho nên là cái phần ống lọc thì mình phải cắt hơi nhiều và mình lấy nhiều mạch nó cộng lại. Đáng ra là khoan sâu thêm nữa nhưng mà xuống cái tầng ở dưới là cái nước nó không nguồn, cho nên là chỉ lấy đến vậy thôi, bởi vì khoan để lấy cái nước sinh hoạt đó các bác. Hai bác cháu nhận nhá. Đừng thế này mà đưa cái giếng công nghiệp, cái máy công nghiệp em vô khoan sâu đấy khoảng trăm hơn trăm mét thì tha hồ mà dùng. Đến mô là anh khoai đến đấy thôi. Khoan cái đấy thì khoan hốc tua thoải mái nhưng mà chi phí nó cao. Mình dùng gia đình thì cũng khoan cái giếng điện này thôi mà. Nhà em ngoài nhà em cũng dùng cái giếng điện này thôi mà. Có khoan cái giếng công nghiệp mà mãi đến vừa rồi em để mãi thì em phải lắp máy đấy. Vì cái giếng khoan trên nó về rồi làm cái xưởng cái tiện này là khoan luôn một cái giếng to. Ở đây các bác, trước anh nó có một cái giếng đào đây này. Cái giếng đào đấy anh đào diện tích nó có thể đào to không, đào sâu 12 mét. Nhưng mà do cái tầng nó lỡ á thì đào xong hôm nay mai bắt đầu nó lỡ, nó lấp lên gần bờ luôn. Thì bắt buộc là anh phải bủa để anh lấp lại đây các bác. Đây. Đấy. Cái giếng đào này lấp không dùng nữa. Thì bây giờ là anh khoan cái giếng khoan ở kia để dùng. Còn cái giếng này á là anh lấy nước của thằng Yêm Hoàng, nó ở cách đây xa khoảng độ phải đến mấy trăm mét đó các bác. Nhà nó tít ở bên giờ sườn đồi bên kia kìa, thì bơm về, anh bơm về, anh mua dây anh bơm về anh sử dụng. Thì cái giếng khoan mà lắp cái van hút sâu á thì nó đẩy xa đẩy cao cho các bác thoải mái thôi. Thì ví dụ mình bơm vài trăm mét là bình thường. Nhà Yêm Hoàng nó tít mãi bên kia, thì các bác thấy cái đường dây anh dẫn về đây này. Ngày trước có khoan cho Nghiêm Hoàng cái giếng khoan đấy. Để sử dụng thì các bác thấy đây là cái giếng này nó không hề nhiễm sắt qua nhá. Đây các bác thấy cái giếng này này. Đây. Nó không hề nhiễm sắt qua các bác.
Cái giếng này cũng khoan cho anh em Hoàng, tức là mình khoan khi mà mình đụng cái tầng cát địa chất nó xấu thì bữa em là thôi mình khoan mình dừng mình lấy cái mạch đấy để mình ăn. Thì khi mà lấy cái mạch đó là nó không bị cái tầng nước nhiễm sắt đó. Thì hầu như các bác thấy nếu ở các khu vực của bác các bác nhưng mà các bác khoan giếng nó càng sâu đó, thì đa số là càng sâu mà động cái tầng địa chất nó xấu thì giếng nó hay bị nhiễm sắt. Đấy. Và khi mà các bác hút lên nó có mùi cực kỳ chi là tanh, mà nó đóng váng hoặc là nó bị nhiễm đá vôi các bác. Đây các bác, khoan cắt đá này nó lộn nhà lộn nhuộn này. Đấy. Đây là ống khoan các bác. Thì đi khoan dàn điện này, chủ yếu đem cái dàn đi đi cho nó nhẹ, khi nó nhẹ. Nhìn nó cũng cổ lắm rồi nhưng mà cái dàn này nó sẽ nhẹ hơn cái dàn mà em hay quay video ở trên Quan Sơn nhá. Cái dàn trên Quan Sơn ấy thì khiêng nó nặng lắm các bạn. Khoan cái dàn này nó thứ nhất là khiêng nó vừa nhẹ. Vì cái công dụng nó cũng chỉ là quay và nó ép xuống để nó khoan gì đất đá lên thôi. Còn hệ thống là máy bơm mình thổi cặn vẫn thổi mạt lên. Sau này khoan xong mình sẽ đưa hệ thống mình sục khơi sục khiết thì mình xử lý giếng. Cho nên là đi khoan giếng điện nó chủ yếu mình làm sao mà nó gọn nhẹ nhất có thể để nó đỡ các cái công chi phí vận chuyển, công khiêng đi. Nếu mà mình mà làm nó cầu kỳ quá thì đi vận chuyển nó nặng lắm các bác. Mà khoan thì nó sẽ đội cái chi phí của dân lên đó, thì mình bắt buộc là mình phải nhận cao lên thì mình phải có công. Cho nên hầu như ở đây là nếu mà đi khoan cho bà con đó, thì mình làm sao mà nó giảm hết 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 mức cái chi phí có thể được cho nó đỡ cái tiền cho bà con đi. Bởi vì bây giờ khoan cái giếng thì cái giá trị nó cũng rất chi là cao, mà ở vùng nông thôn đó thì mình làm kiếm đồng tiền nó cũng khó khăn, nhất là cái thời kỳ dịch Covid như thế này nè. Nhanh thì nó quay cái thằng dây trần lên sao. Đây là máy xong rồi các bác. Thì các cái video lắp van này em quay rất nhiều video ở trong kênh này. Lúc nãy có tí việc bạn này đi về không kịp quay cái đoạn lắp van cho các bác xem. Thì ở trong kênh của em có nhiều cái video em giải thích cụ thể về cái lắp van hút sâu này nha. Thì ở đây là các bác thấy là ở dưới kia là cái tê của đường hồi lên á, nước nó hồi xuống khi mà nước nó hút lên. Sau đó mình sẽ dùng cái khóa kia mình ép lại cho một phần nước nó trả lại xuống dưới á. Thì bây giờ sẽ ép bớt cái phần khóa cái lại và cắm máy cho nó hút các cái nước độc lên các bác. Đấy. Nước toàn nước bùn không. Cắm này lên.